Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Trước giờ xuất phát của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Kể từ năm 2012, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là giải xe đạp đường trường duy nhất trên cả nước sử dụng xe ô tô tiếp tế cho các đội thi đấu. Công việc di chuyển liên tục với tốc độ cao đòi hỏi khả năng phối hợp nhịp nhàng và tập trung cao độ, nhưng được kề bên các tay đua luôn là trải nghiệm đáng nhớ đối với các thành viên đội xe ADC. Đây là hình ảnh đoàn xe mô tô bảo vệ lộ trình, lực lượng trọng tài điều hành và hậu cần tiếp tế trong những ngày đầu tiên và thời điểm hiện tại của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Qua từng năm, cách thức tổ chức và quy mô thay đổi, nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn. Song tinh thần vẫn vẹn nguyên khi tất cả cùng quyết tâm dốc hết sức mình, góp phần vào thành công chung của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều thay đổi nhỏ tạo nên tổng thể mới. Kể từ năm 2012, cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là giải xe đạp đường trường duy nhất ở Việt Nam sử dụng xe ô tô phục vụ hậu cần và tiếp tế cho các đội trong quá trình thi đấu. Nhờ vào nỗ lực của ban tổ chức phối hợp cùng tập đoàn ADC với mong muốn mang đến cho cuộc đua những điều tốt đẹp nhất. Đặc biệt năm nay, cuộc đua chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, dấu son của lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tham gia cuộc đua ở quốc tế đó thì nó có trang bị những cái xe tích trúc để mà hỗ trợ cho cái đoàn đua. Thì từ ý tưởng đó thì mình có về kết hợp và có bàn với ban lãnh đạo Đài Truyền hình Phú Minh là nói lên cái ý tưởng của ADC để hỗ trợ cho mình thực hiện cái việc mà cung cấp hậu cần cho xe tích trúc cho cái đoàn đua để nó theo đúng cái thông lệ quốc tế. Hơn một thập kỷ đồng hành cùng với các tay đua, lực lượng trọng tài, mô tô và ekip HTV, hình ảnh đội xe bán tải ADC đã luôn là một phần không thể thiếu trên hành trình non sông liền một dải, tạo nên ấn tượng trong lòng khán giả truyền hình và người dân các tỉnh, thành, đoàn đua đi qua. Thì đội hình làm cái việc rất tốt là kết nối và chuyên suốt trong suốt 30 mấy năm. Anh sẽ có mong muốn là đồng hành cùng các bạn để mà mình lan tỏa cái thông điệp về thể dục thể thao, góp phần vào việc phát triển cộng đồng và tạo ra những cái giá trị tích cực cho xã hội. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 2024 với 25 chặng đua, lộ trình hơn 2.700 km trên những cung đường mới. Từ đầu năm nay, ADC Group đã khẩn trương chuẩn bị về nhân sự và phương tiện đáp ứng nhu cầu từ ban tổ chức. Trong số các thành viên tham gia cuộc đua, anh Thành Trung là người có nhiều năm kinh nghiệm, luôn tìm thấy nguồn cảm hứng và trải nghiệm mới mẻ với công việc được giao. Tôi là Cao Thành Trung, là nhân viên của ADC, năm nay được cử làm đội trưởng. 15 xe là chở 15 đội và 4 xe chở trọng tài và 1 xe 16 chỗ để chở bên báo chí. Nếu bạn hỏi bất kỳ thành viên nào trong gần 500 con người tham gia mỗi chặng đua của cúp truyền hình, hẳn ai cũng có vô số điều thú vị để kể về công việc của mình. Với các tài xế của đội xe ADC, họ sẽ tự hào giới thiệu mình là người được ở gần nhất với ban huấn luyện và các vận động viên trên đường đua. Đó là công việc đòi hỏi sự tập trung, chính xác tuyệt đối, nhưng cũng mang đến cho các thành viên ADC những trải nghiệm độc đáo. Các thích nên là quân khu 7, tại em là người bộ đội đi ra mà. Cả đội nào mình cũng thích, riêng có thành phố thì mình sẽ thích nhiều hơn. Điểm nào thì nó cũng có cảnh đẹp riêng hết, điểm nào mình cũng thích hết. Rất vui là được đưa thành phố Hồ Chí Minh đã chọn miền Tây làm cái điểm đến của mình. Qua cái sự kiện đó thì nâng cao lên cái đời sống của người dân đó và tạo một cái lễ hội và cái niềm phấn khích của nhân dân ở đó. Thì đối với một cái người mà đồng hành cùng với lại HTV thì đó là cái niềm hãnh diện của ADC. Tiếp tế là một phần đặc biệt của xe đạp đường trường. Ở khoảnh khắc trao và nhận, những mệt mỏi nhường chỗ cho niềm tin và hy vọng. Trong số phát sóng tiếp theo, hãy cùng chương trình điểm qua cuộc cạnh tranh áo cam. Vận động viên Việt Nam ấn tượng, hứa hẹn nhiều bất ngờ ở cuộc đua năm nay. Đến đây thì chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thành phố Điện Biên Phủ, vùng đất lịch sử hào hùng của dân tộc. Chặng thi đấu đầu tiên của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đô
tin thi đấu đi qua các di tích lịch sử đồi A1, đồi D1, hầm Đờ Cát, nơi lưu dấu những mốc son vàng của chiến dịch Điện Biên Phủ, biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước Việt Nam. Tay đua nào sẽ vinh dự cán đích tại quảng trường 7 tháng 5? Mời quý khán giả đón xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và chặng 1 Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ ngày 3 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao.